Chào các bạn, trong bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái bảng thống kê bản vẽ với phần mềm Revit. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc hướng dẫn các bạn tạo một cái bảng thống kê bản vẽ, một trong những cái nội dung cần thiết phải có trong một bộ hồ sơ bản vẽ kỹ thuật. Các bạn thấy này, đây là một cái dự án mà mình đang cho bạn xem và nó đã có một cái bảng thống kê tất cả các bản vẽ. Và tất nhiên tất cả bản vẽ này nó được lấy thông tin từ các cái sheet mà chúng ta đã có trong cái dự án này. Bạn thấy nhá. Các cái sheet chúng ta đã dàn sẵn. Tất nhiên cái bài học này các bạn sẽ phải thực hiện sau khi các bạn đã dàn trang dự án. Nhưng ở đây thì mình trong cái chương thống kê nên mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Và sau này khi đến bài dàn trang dự án thì các bạn có thể thực hành theo. Ok. Bây giờ giả sử chúng ta cần một cái bản thống kê này để bỏ vào một cái tờ như thế này. Thì chúng ta làm thế nào? Đây, giả sử mình xóa cái bảng này đi. Được chưa? Và mình sẽ xóa cái bảng thống kê này đi. Bây giờ mình sẽ tạo lại các bạn xem nhé. Thì nếu như các bạn vào đây này, các bạn New Schedule Quantify, thì các bạn thấy chúng ta sẽ không thấy cái hạng mục Sheet ở đâu cả để chúng ta thống kê. Vì rõ ràng chúng ta đang thống kê bản vẽ các bạn nhé, chứ không còn thống kê View nữa. Đấy, thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ không còn nữa. Do vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để tạo ra? Đấy, thì các bạn sẽ phải vào View và các bạn kích vào Schedules. Và các bạn sử dụng cái công cụ đó là công cụ Sheet List cho mình. Các bạn chọn cái bản này. Đấy, thì vào đây rồi này sẽ giúp các bạn thống kê. À, chúng ta sẽ thống kê như nào nào? À, đầu tiên chúng ta sẽ thống kê theo đó là sheet name đi. Đấy chứ, các bạn có thể thống kê theo sheet name. Đấy. Sau đấy thì các bạn có thể thống kê theo đó là sheet number, tức là cái số, cái mã của bản vẽ. Đấy chứ. Và ở đây thì các bạn thấy trong cái file này người ta đã đặt luôn cả khổ giấy. Đấy, nếu các bạn muốn các bạn có thể đặt luôn khổ giấy. À, các bạn có thể đặt vào ví dụ vẽ bởi ai, phê duyệt bởi ai, okay, cấp phép bởi ai, vân vân ở đây. Được chưa? Chúng ta sẽ cùng ok này. Ok cái đã để bạn xem. Đấy, các bạn thấy là chúng ta đã có một cái bảng thống kê đơn giản như thế này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Sau đó thì các bạn có thể tùy chỉnh, ví dụ đây chúng ta có thể tùy chỉnh đây là bảng thống kê bản vẽ đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể đặt đây là tên bản vẽ. Đấy, đây là số bản vẽ. Được chưa? Các bạn có thể quay trở lại đây một chút để chúng ta cùng xem một số thông tin. Ví dụ như các bạn có thể thêm các thông tin như là số thứ tự nếu các bạn muốn. Tất nhiên cái số thứ tự này nó không có sẵn mà là một loại share parameter hoặc là project parameter các bạn thêm vào. Đấy. Ví dụ khổ giấy đây là một cái loại project parameter mà cái người tạo ra cái mô hình này đã thêm vào. Tí nữa mình sẽ cho bạn xem. Bây giờ giả sử các bạn cho khổ giấy này. Đấy. Rồi các công cụ này thì các bạn biết rồi, tùy chỉnh những cái này các bạn biết rồi, mình sẽ không nói nhiều. Được chưa? Thì ok. Đấy, thì bạn khổ giấy này. Bây giờ các bạn sẽ cùng xem cái khổ giấy này là cái gì. Khổ giấy này các bạn thành kích vào đây các bạn thấy nhá. Nó là một loại share parameter hoặc là một loại project parameter mà mình đã tạo ở đây. Đấy, tức là chúng ta có thể tạo ra một cái loại share parameter và project parameter bằng cái bộ manage project parameter. Cái này thì các bạn chắc các bạn cũng đã biết rồi. Ví dụ chúng ta phải add một cái parameter tên là khổ giấy in, ví dụ thế. Được chưa? Sau đấy các bạn có thể chọn đây là text này. Đấy, các bạn có thể cho nó vào trong sheet. Đây. Đấy. Thì sau đấy khi các bạn tạo ra một cái bản vẽ thì nó sẽ có cái ở đây và các bạn nhập vào thì nó sẽ ra. Được chưa? Thì các bạn thấy như vậy chúng ta đã có một cái bảng thống kê bản vẽ ở đây rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bỏ một cái tờ sheet thống kê bản vẽ. Chúng ta kích vào đây, kéo vào đây. Đấy. Cứ đặt nó vào cái đã. Sau đấy thì các bạn có thể bẻ chia đôi nó như này. Các bạn có thể kéo nó ra như này chẳng hạn. Chia đôi tiếp. Chia đôi tiếp. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Và chúng ta hoàn toàn có thể kéo nó như này. Cho nó đẹp, đẹp hơn. Các bạn có thể kéo được. Đấy. Được chưa? Rồi kéo nó như này các bạn nhé. Đấy.
các bạn có thể tùy chỉnh các thông tin của cái bảng thống kê này như này chẳng hạn. Đấy. Và đặt nó vào. À, ở đây hình như nó đang bị trùng. Các bạn có thể thấy là hình như chúng ta đang bị trùng cái bản vẽ. Đây. Thì các bạn khéo khéo tay các bạn đặt được thì nó sẽ ra một cái bảng thôi. Đấy, được chưa? Chỉnh chút nữa nào. Ở đây thì nếu bạn nào cần nữa thì các bạn có thể sắp xếp theo là số thứ tự để nó ra theo từ một cái thứ tự các bạn muốn nhé. Đấy. Bạn thấy chưa? Chúng ta đã có một cái bảng thống kê, bản vẽ trong bộ hồ sơ chúng ta. Được chưa? Và các bạn hãy thực hành để có thể tạo ra được một cái bảng thống kê như thế này các bạn nhé. Nó rất quan trọng với tất cả các bộ hồ sơ bản kỹ thuật này các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.